Bạn, bữa nay mình có một sản phẩm muốn giới thiệu đến các bạn đó là mình mới vừa mua trên mạng thôi, đó là cái tì tai mà đang rất là hot hiện nay. À, mình cũng đã mua mấy cái tì tai rồi. Nhưng mà cái tì tai này thì có thể là cái giá cao nhất mà mình mua. Nó là tới 1,4 triệu lận. Tính luôn tiền phí vận chuyển về thì nó là 1,450 triệu. Để mình sẽ cùng mở cái hộp này ra cho các bạn cùng xem nha. Ok, mình vừa mới xé xong cái hộp này. Ra nó cũng nhỏ thôi nhưng mà không biết sao mà lại bỏ đóng cho mình cái hộp này, tốn tiền thêm cái tiền phí vận chuyển nha. Đây là sản phẩm của mình. Này thì mình cũng mới vừa khui, cũng thấy đó, mình cũng chưa có coi gì hết luôn á. Đây tì tai nó. Thật ra thì ngay từ đầu mình cũng đã làm, mình đã bọc cái ghế da nó cũng cùng với màu của xe. Các bạn cũng thấy đây nè, đây thì tì tai của mình thì mình không biết nó sẽ như thế nào. Đây là mình sẽ quay xuống cái hộp mà mình đang chờ, mình quay cái hộp nha. Đây cái hộp của mình. Đây. Ê, mình sẽ đặt cái tì tai xuống. Hoàn toàn không dán. Đây, mình có thể mở cái này lên. À, nó có một cái dây cáp để mà mình cái cáp này nè, để mình sẽ sử dụng cái cổng sạc bên ngoài. Đây, mình sẽ có thêm hai cổng sạc. Đây, các bạn thấy rõ nha, hai cổng sạc đó. Rất là chắc đây. Đẩy này lên. Wow, mình nói thật luôn, nó rất cực kỳ cứng luôn á. Và ở đây phía sau mình có hộc để ly nước. À, thấy không? Đây, học để đi nước. Cực kỳ cứng luôn đây. Thích thì mình dở lên thôi. Đây, đây, thấy không? Thích thì mình để xuống. Wow. Không, mình lúc đầu mình mua mình tưởng là dán keo thật sự nha, mà mình tưởng là dán keo luôn, nhưng mà sau khi mua về thì mình hoàn toàn rất là bất ngờ luôn. À, tiền đây mà các bạn nào mà quan tâm đến những cái bài viết của mình mà về mà hình sẽ test á, các bạn truy cập là Trịnh Đình Phương, kênh của mình trên YouTube. Anh chào tạm biệt các bạn.